đây nè cả nhà, đây là trứng súp. Trứng súp quá hả, xúc xích đó cả nhà. Cái nuôi nè, thì cái nuôi này là nuôi nuôi này là nuôi con sò ha cả nhà. Út Như mua thêm cái nuôi con sò nè. Lena thì muốn hả nuôi hả mấy cái chữ này nè, mấy chữ cái nè. Còn Út Như thì mua thêm cái nuôi sò. Bởi vậy cho nên Út Như phải luộc cái nuôi sò trước. Luộc trước cái nuôi sò mà nó gần sắp xong thì Út Như mới bỏ cái nuôi chữ cái vô ha cả nhà. Tại nuôi chữ cái này nó rất là mau ha. Thì đây là hả một cái trứng súp này. Hôm nay Út Như ăn theo giống Lena luôn. Súp hả, xúc xích. Nuôi nhỏ nhỏ vậy đó ha. Cộng nuôi nhỏ nhỏ rồi hả, xúc xích cắt vậy đó. Rồi Út Như hả bỏ thêm rau củ cải này vô nè. Rồi nấm đùi gà nữa đó cả nhà. Cái này là mướp của Đức nè. Là xúc tini á. Đó. Trứng này là đầy dinh dưỡng nè. Rau củ cải này họ nè, đầy dinh dưỡng. Xin mời cả nhà ăn khóm nha. Xin mời cả nhà cùng ăn. Này đây rồi xin giúp mình khóm xin mời. Cái khóm này ngọt đó cả nhà. Cái khóm còn đây mình cả nhà. Ngọt. Ngọt. Ăn súp xong rồi bây giờ ăn này vô ngon quá. Nắp đem súp à, nắp súp để xe à, lắc cả. Tôi thấy là bà bên uống cái nước này cứ ăn cái nước này nó sẽ dai. Giờ nên uống nè. Lena nó nói á, Lena nó nói ăn không á nó ngọt cả nhà, chấm vô á hả mặn quá. Nắp nắp muối. Muối. Ngon quá. Lâu lâu phải thay đổi Lena nó, có lúc thì Lena thấy khóm ngon, có lúc thì Lena thấy dâu tây ngon hơn. Vậy đủ cần như mình sẽ để xin lên nắng vài lý sao. Lena nói ăn quả tứ ngán. Rồi không xin mình đã điên nên sẽ xong rồi lại. Muốn thay thì mình sẽ nhả. Ủa này đi mà. Đâu Lena. Lena nó hỏi là hỏi Út Như có cần phải làm gì không để nó nói chuyện với cả nhà đó. Nó thích nói chuyện cả nhà. Xem tiếp mình best rồi mà. Don't say this to me. Nãy giờ mình không có để ý nó chấm hoài nãy giờ cả nhà. Mà lúc đầu tiên thì nó nói là không có chấm ngon hơn. That's not out for test. Dành ăn được cái nhà, thấy gần hết rồi dành ăn cả. Lena nó có cái tật đó cả nhà. Mình mà ăn mình dành với nó vậy thì nó rất thích ăn. Nó dành ăn với mình. Còn mà để cho nó ăn mình nó không ăn đâu, nó để nó hoài nó cũng không ăn nữa. Ok ok ok. Rồi mama dẹp này Lena đây, Lena nói chuyện với cả nhà đi nha. Lena come here hả, mít cả nhà hả. Un tờ hơi thì nhớ. Ok. Ai dù
cook a guest pan. Und dann haben wir Ananas gegessen zum Nachtisch. Und als wir... Zeig mir deine Blume. Und am Anfang haben wir ein Video gemacht, wo wir dann gepflückt haben. Das war unser zweites Video. Und das erste Video war, wo ich die Bürste gesungen habe. Und heute kann es regnen. Rồi, xong. Wow, hai bữa trước đó nha. Mưa đá luôn cả nhà. Mưa đá mà cái cục cứ hả sỏi ấy, giống như là cục sỏi vậy đó. Tha đi. Mưa đá. Má. Này, nít ngon quá. Mưa đá. Quá. Nào quá. Xin chào tạm biệt cả nhà. Hẹn cả nhà lần sau.